Quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm đến nay thì thị trường bất động sản đón nhận một số tín hiệu phục hồi tích cực, niềm tin dần quay trở lại với thị trường sau một loạt các chính sách tháo gỡ của chính phủ. Thêm vào đó, từ ngày 1 tháng 8, khi các luật mới liên quan đến bất động sản đi vào thực thi, thị trường sẽ nhanh chóng đi vào ổn định. Và lúc này thì nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các dự án mới, đặc biệt là những dự án có tính pháp lý rõ ràng tại các địa phương có hạ tầng quy hoạch ổn định. Sau một thời gian thị trường bất động sản bị đẩy giá phi lý, gần đây những cơn sốt ảo đã dần lắng xuống. Đây cũng là thời điểm chị Lê Vi tìm kiếm nơi an cư cho mình. Tuy nhiên, đối với phân khúc mà chị Vi quan tâm là biệt thự và liền kề thấp tầng, thì hiện nay nguồn cung đang giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, mới có gần 300 căn mở bán. Do vậy, khi được biết tại Gia Lâm đang có dự án mới phù hợp với nhu cầu của mình, chị Vi đã quyết định lựa chọn nơi đây để an cư. Qua đi thực tế dự án Euro Window Twin Park thì nhìn thấy là một giá rất là tốt, có tiềm năng về tăng giá, và qua các bạn sale tư vấn thì mình cũng đã hy vọng là mình sẽ tìm được một căn hợp lý ở đây. Ở đây thì diện tích của biệt thự khá là rộng, đủ để 3 thế hệ để ở và có rất là nhiều cái tiện ích mà sau này mình nghĩ là sẽ rất là thuận tiện để con cái học hành, và bố mẹ mình thì cũng sẽ có một cái không gian môi trường để sống. Mình rất thích ở đây, hy vọng là sẽ là chủ nhân tương lai trong thời gian sớm thôi. Gia Lâm nằm ở phía đông Hà Nội và đang trên lộ trình lên quận, dự kiến vào năm 2025. Theo khảo sát, cơ sở hạ tầng tại đây đang từng bước được hoàn thiện và đồng bộ, tạo nên những chuyển biến tích cực cho bộ mặt đô thị. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn cũng đã đầu tư dự án tại đây như Vingroup, Euro Window Holding, Ecopark, Sunshine, v.v. cho thấy tiềm năng khai thác ở vùng đất này là rất lớn. Được biết, những dự án thu hút nhiều sự quan tâm của người dân không chỉ có lợi thế về hạ tầng mà còn có tính pháp lý rõ ràng đến từ các chủ đầu tư uy tín. Qua đó sẽ góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực trở nên sôi động. Mình thấy rằng là cái dự án Euro Window Twin Park này nó rất là tiềm năng. Tiềm năng ở đây thì nó vị trí của nó nghĩa là ở trung tâm Gia Lâm. Thứ hai là theo thông tin mình được biết là đến 2025 này thì là Gia Lâm sẽ là lên quận. Và xung quanh tiện ích của cái dự án này thì nó rất là nhiều, như là công viên lớn nhất Gia Lâm này, thứ hai nữa là trường học, bệnh viện cũng ngay cạnh luôn, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại cũng nói chung rất là gần, rất là tiện ích. Nên là mình nghĩ ở thời điểm này là mình cũng quyết định là đầu tư xuống tiền để sinh lời ở dự án này. Ở đây thì có một cái hay là chủ đầu tư họ rất chú trọng đến cây xanh, rất nhiều cây xanh, rất nhiều cái vườn để đi bộ, đi dạo. Và một cái nữa là cái rất là quan trọng đó là về pháp lý ở đây mình thấy là rất là rõ ràng và minh bạch. Thêm một cái mà chủ đầu tư đã chú trọng ở thời điểm hiện tại đối với rất nhiều dự án trong nội đô, cái vấn đề để xe đấy, nên là ở đây chủ tư họ dành một quỹ đất riêng, họ xây nhà để xe phục vụ cho cư dân mua nhà đầu tư cũng như ở đây. Vì dư địa để khai thác và phát triển vẫn còn rất lớn, nên các dự án bất động sản tại Gia Lâm cũng được định hướng theo quy hoạch, bảo đảm các tiêu chí của một khu đô thị hiện đại. Đơn cử như tại dự án Euro Window Twin Park, những mảng xanh vừa được chú trọng phát triển như công viên, vườn hoa để giúp người dân có thể thư giãn thoải mái. Hơn thế nữa, trước nhu cầu cấp thiết về chỗ đỗ xe vốn đang thiếu ở nhiều dự án nội đô, Euro Window Twin Park cũng đã chú trọng đầu tư. Ngoài ra, chủ đầu tư dành quỹ đất lớn cho các tiện ích giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân tốt hơn. Có thể nói sự khởi động của các công trình hạ tầng đang mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản. Cùng với nguồn lực đất đai được khơi thông, không gian phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ được mở rộng, sự chuyển dịch và phân bố lại dân cư, nguồn lao động sau khi có hạ tầng sẽ giúp bất động sản được hưởng lợi, đặc biệt là những dự án thuộc lõi trung tâm khu vực.